việc hạ lãi suất cho vay dài hạn còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn. Tỷ lệ này đã liên tục được điều chỉnh giảm từ 40% xuống còn 34% như hiện tại và tương lai sẽ chỉ còn 30%. Việc giảm dần hệ số này sẽ đòi hỏi các ngân hàng nếu muốn cho vay dài hạn sẽ buộc phải có lượng vốn từ dân cư lớn hơn trong khi tiền ở khu vực này có hạn. Do đó các ngân hàng sẽ buộc phải hạn chế cho vay các khoản chung và dài hạn. Theo quy luật cung cầu, cung ít thì giá sẽ khó thấp. Vì vậy, lãi suất cho vay các khoản chung và dài hạn sẽ không dễ giảm.